Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Bàn tay đẫm máu của Lê Thanh Hải ở Thủ Thiêm. Kính thưa quý vị, hành vi sai phạm của Lê Thanh Hải đã đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng. Quý vị thân mến, trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có khẳng định, Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ với 6 nội dung cơ bản, trong đó đề cao tinh thần tập thể, lãnh đạo cá nhân phụ trách. Tuy nhiên, nguyên tắc này đã bị xâm phạm nghiêm trọng bởi sự lạm quyền của một số cá nhân trong các cơ quan hành chính nhà nước. Điển hình là vụ án liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi Bộ Chính trị đã kết luận rằng cựu Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải trong nhiệm kỳ 2001-2006 đã có những sai phạm nghiêm trọng gây ra hậu quả nặng nề cho người dân. Trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải đã chỉ đạo phá vỡ kế hoạch 160 hectare đất tái định cư, đẩy hàng nghìn người dân vào cảnh khốn cùng trên chính quê hương của mình. Các sai phạm tại dự án này trải qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng mỗi lần tiếp xúc với đại biểu hoặc tham gia các cuộc đối thoại, người dân đều nhắc nhiều đến ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho rằng chính những chỉ đạo và quyết định của ông, đặc biệt là việc hủy bỏ 160 hectare đất tái định cư, đã gây ra thảm cảnh này. Nhiệm kỳ 2001-2006 của ông Lê Thanh Hải được xem là khởi nguồn cho những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải đã chỉ đạo thu hồi 160 hectare đất tái định cư của người dân. Theo điều tra, ngày 22 tháng 3 năm 2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã ký công văn hỏa tốc số 190 CPN cho phép thu hồi đất thuộc 5 phường tại quận 2 để ngăn chặn lấn chiếm đất trái phép, yêu cầu tuân thủ quyết định để ngăn chặn lấn chiếm, quyết định số 367 TTG của Thủ tướng. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 3 năm 2002, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn số 718 UBDT điều chỉnh diện tích đất không theo chỉ đạo, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của hàng nghìn người dân. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản số 77 TBVP truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Lê Thanh Hải về việc điều tra diện tích đất của khu trung tâm Thủ Thiêm. Ông Lê Thanh Hải giao kiến trúc sư trưởng và giám đốc sở địa chính nhà đất Cám Mốc giao đủ 770 hectare đất cho khu trung tâm, bổ sung diện tích khu tái định cư Bình Khánh vào khu đô thị mới Thủ Thiêm hơn 40 hectare và ra soát lại quỹ đất quận 2 để giao đủ 160 hectare tái định cư. Ngày 22 tháng 3 năm 2002, văn phòng tiếp tục ra công văn hỏa tốc số 78 TBVP thông báo kết luận của Chủ tịch Lê Thanh Hải rằng diện tích đất đai tái định cư 160 hectare không nhất thiết nằm tại một điểm, có thể bố trí từ 3 đến 4 địa điểm trong quận 2. Với khu vực gần khu đô thị Thủ Thiêm chỉ khoảng 10 đến 20 hectare, từ một khu tái định cư 160 hectare tập trung ngay cạnh trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chia nhỏ thành 6 địa điểm để người dân bị giải tỏa đi xa, có nơi cách trung tâm gần 15 km như phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Cát Lái, tại 3 phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh gần trung tâm Thủ Thiêm. Thay vì bố trí tái định cư bằng nền đất, thành phố xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng với quy mô 12.500 căn hộ, diện tích 160 hectare đất gần trung tâm lẽ ra để tái định cư đã được giao cho các đại gia làm dự án thương mại. Thanh tra Chính phủ kết luận rằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định pháp luật trong việc lập trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu tái định cư 160 hectare thuộc 5 phường đã được Thủ tướng phê duyệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận thu hồi và giao 14,5 hectare đất cho 51 dự án kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi và công trình công cộng. Hậu quả là Thủ Thiêm không đủ đất để tái định cư theo quy định đã duyệt, làm phá vỡ kế hoạch ban đầu. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Hải đã tùy tiện chia nhỏ 160 hectare đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 367, khiến người dân bị giải tỏa bức xúc
và phẫn nộ vì mất nhà đất mà không được hưởng lợi ích gì từ dự án. Nghiêm trọng hơn, chủ trương của Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan ở các khu vực như Nam Rạch Chiếc và Thạnh Mỹ Lợi để tái định cư cho dự án Thủ Thiêm. Dù không có quy định nào cho phép, hàng nghìn hộ dân đã phải sống trong khổ sở. Nhiều người mất trên hành trình khiếu kiện, không thấy được công lý và không được nghe lời xin lỗi từ chính quyền. Những kết luận ban đầu từ vụ Thủ Thiêm đã mang lại một chút hài lòng cho những người dân mất đất ở đây. Từ những cuộc thanh tra này, nhiều người thật sự đã được sáng tỏ, nhiều góc khuất được mở ra, nhiều điểm mập mờ đã trở nên minh bạch hơn. Điều này làm cho chúng ta nhận ra rằng không có việc gì có thể che giấu mãi dưới ánh sáng mặt trời. Tất nhiên, việc vạch ra sự thật là một điều tốt và trong tình hình như vụ Thủ Thiêm, điều này là cần thiết để giải quyết hậu quả và đảm bảo công bằng cho người dân. Việc các lãnh đạo hiện thời xuống thực địa tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của người dân là một bước tích cực, quan trọng nhất là giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch. Và nếu các lãnh đạo trước đây cũng đã làm như vậy, thì có lẽ không sẽ có những vấn đề như hiện tại. Có lẽ bây giờ, những hậu quả sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí tôi hy vọng chúng sẽ không xảy ra nữa. Tuy đã có những sai lầm xảy ra, nhưng quan trọng là phải xử lý hậu quả một cách công bằng và thiết thực. Dân Thủ Thiêm đang kiến nghị đưa vấn đề này vào diễn đàn Quốc hội và chuyển giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bây giờ, dân đặt niềm tin vào hai cơ quan này cùng với việc nhận lời xin lỗi, mong muốn hậu quả của họ sẽ được giảm thiểu. Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ đúng khi đi kèm với hành động thiết thực, đó là việc bồi thường cho những gì dân đã mất, tìm ra nguyên nhân thực sự của sự cố và trừng phạt những người có trách nhiệm. Đấy mới là cách để xoa dịu phần nào nỗi đau của dân Thủ Thiêm và đảm bảo công bằng cho họ. Trong vụ Thủ Thiêm, có đến 11 vấn đề được giải quyết và hiện nay, tình hình này đang rối ren. Tuy nhiên, người dân cảm thấy đội ngũ lãnh đạo thành phố đã thể hiện sự thiện chí và thấu hiểu đối với khó khăn của họ. Những nước mắt đau đớn của họ đang làm nên câu chuyện một thế hệ mới, những người đầy hoài bão nhưng đầy thách thức với tương lai. Điều quan trọng là mọi số phận được đối xử công bằng và mỗi tâm hồn đều được tỏa sáng dưới ánh sáng của sự nhân ái và công bằng. Việc thanh tra chính phủ phản hồi các kiến nghị của các địa phương cũng là một bước tích cực, nhấn mạnh sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, nhưng vẫn còn nhiều vụ án chưa được xử lý nghiêm minh, đặc biệt là vụ liên quan đến ông Lê Thanh Hải. Các tỉnh Long An, Hà Nội, Quảng Trị, Hải Phòng, Bình Thuận, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã đề xuất Trung ương tiếp tục tăng cường các thức phòng chống tham nhũng, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ tham nhũng để tái khẳng định lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Công tác này đã mang lại kết quả tích cực và chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm toán đối với các lĩnh vực và dự án có nguy cơ tham nhũng. Cùng với đó, các vấn đề gây bức xúc đã được xử lý một cách quyết liệt và các vụ án lớn cũng được Trung ương chỉ đạo xử lý. Nhiều vụ án tham nhũng từ những năm trước đã được điều tra và xử lý một cách nghiêm minh. Số vụ án khởi tố mới năm sau cũng tăng cao hơn năm trước. Đặc biệt là một số vụ án tham nhũng trong đó có cán bộ cấp cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng chục cán bộ cấp cao đã bị kỷ luật, bao gồm cả ủy viên Trung ương và sĩ quan cấp tướng. Đảng và nhà nước cam kết không chấp nhận việc tham nhũng từ bất kỳ cá nhân nào, bất kể vị trí của họ. Đồng thời, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định phòng chống tham nhũng và tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nguy cơ cao. Các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đang được Ban chỉ đạo Trung ương xử lý theo kế hoạch để khắc phục các khó khăn trong việc giám định và định giá tài sản. Chúng ta sẽ hoàn thiện các quy định và xây dựng nền công vụ minh bạch. Điều này sẽ giúp tăng cường chỉ đạo và đảm bảo hiệu quả cho công tác phòng chống tham nhũng. Ở cấp địa phương, các cơ quan có chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này bằng cách tập trung và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, ngăn chặn tình trạng làm phiền cho người dân và doanh nghiệp.